cho cả những năm sau nữa thì sẽ không có siêu luôn các bạn. Một cái nốt hương đó là nốt hương nước đá, ví dụ như là trên 35 độ mà các bạn sử dụng nước hoa, và bất kể cái chai nước hoa nào thì nó vẫn gây cái cảm giác là hơi ngột ngạt. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh review nước hoa Niche của mình Chi Sen nha. Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới lại có thêm một video mới. Thì theo như tiêu đề ngày hôm nay á, mình sẽ lên một video review về sáng tạo mới nhất của nhà Zoologist gần đây. Đó là chai Zoologist Penguin. Đây là chai Penguin Limited mà chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách trong video ngày hôm nay. Ở trên tay mình đây là cái chai phiên bản Limited như là mình đã nói rồi đó. Và nó không có cái phần bọc ở phía bên ngoài. Lý do đây là cái chai tester. Mở ra phía bên trong á, và cả bên ngoài thì ở trên cái hộp chai các bạn sẽ thấy là cái tem 7 màu. Hộp cái bao bì thiết kế là 7 màu hologram nha các bạn. Về bản Limited này á, thì hãng cũng chỉ giao trong đợt đầu tiên khi mà lần đầu ra mắt chai nước hoa này. Và khi đã đủ cái lượng cung ứng cho người bán rồi á, thì nếu như mà các bạn muốn mua vào dịp sau sẽ rất là khó khăn. Vậy thì bao bì thiết kế của Zoologist Penguin trong lần này thì có khác gì với so với những năm trước hả các bạn không? Thì đó là năm nay á, hãng làm chai Penguin này, và mình nghĩ rằng cho cả những năm sau nữa thì sẽ không có siêu luôn các bạn. Tất cả các bạn nếu như mà mua hàng chính hãng thì khi mà mình mang về á, là sẽ có một cái phần bọc lót ở phía bên ngoài và không có siêu dán ở phía đáy hộp và phía đầu hộp giống như là bình thường nữa ha các bạn ha. Nó giống như là chai những cái sáng tạo của Frederic Mohn vậy á, những cái sản phẩm của Frederic Mohn hay là của Jo Malone vậy đó. Mùi hương của chai Penguin mang lại cho chúng ta một cảm giác mát lạnh nè, và rất là dễ dùng luôn các bạn. Về thì cái đợt hàng về lần này thì vào đúng dịp mùa nóng ở Việt Nam, cho nên là mình đã là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm mùi hương này. Tất nhiên rồi, mình kinh doanh nước hoa Niche và mình cũng sưu tầm nước hoa Niche một thời gian mà, cho nên cũng khá là may mắn khi mà được trải nghiệm sớm nhất. Thì gần đây mình có một chuyến đi về quê, đó là Đà Lạt, để mà ăn đám cưới. Thì bạn nào mà theo dõi mình ở trên kênh TikTok á các bạn, các bạn sẽ thấy là mình cũng có mang Penguin về Đà Lạt để mà gọi là đồng hành cùng với mình. Thì Đà Lạt á các bạn, các bạn nghĩ rằng là Đà Lạt là một cái vùng khí hậu nó rất là mát mẻ, nhưng mà tại sao mình lại mang theo cái chai Penguin, một trong những cái sáng tạo nó mát lạnh như thế này, về để mà sử dụng vào cái dịp đó? Thì Đà Lạt mùa này á các bạn rất là nắng nóng và oi, thậm chí là còn hơn cả Sài Gòn nữa. Cho nên là mình phải chọn một cái sáng tạo nào đó mà nó độc đáo, nó mới mẻ, để mình có thể là đồng hành và mình có thể là có một cái giao diện mới trong cái dịp đó. Thì mình nghĩ rằng là Penguin đã làm tốt điều đó trong cái đợt vừa rồi ha. Bạn nào có thói quen lựa nước hoa mà đập vào bảng nốt á, thì sẽ có thấy một cái nốt hương, đó là nốt hương nước đá khi mà đông lạnh. Thì các bạn cũng sẽ hoang mang rằng là không biết cái mùi nước đá đó như thế nào. Một số bạn có khứu giác khá là nhạy thì sẽ mường tượng được, hoặc là có nhiều cái sự trải nghiệm hơn thì mường tượng được đó có thể là một cái làn khói là ở trên cái mặt của cái cục đá khi mà các bạn vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh. Nhưng mà một số bạn thì mình lại cảm thấy là hơi khó khăn trong cái vấn đề mà hiểu được cái mùi hương nó như thế nào. Thì mình nghĩ là cũng đừng lo các bạn ạ. Nếu như mà các bạn thật sự muốn tìm hiểu á, thì có thể là ghé bên shop của mình để có thể trải nghiệm được cái mùi hương này. Hoặc bạn nào nếu như mà điều kiện địa lý chúng ta ngăn cách quá, thì bên mình cũng có chiếc những cái mẫu 5 đến 10 ml để cho các bạn có thể là trải nghiệm trước. Trước đây nhà Zoologist làm mùi rất là dị, mình cũng không biết nói sao nữa. Làm theo phong cách của động vật mà, của những con vật mà các bạn, thì cái chuyện mà dị thì không thể tránh khỏi rồi. Nhưng mà những năm gần đây các bạn sẽ thấy đó là Zoologist liên tục ra những cái sáng tạo rất là đều và tiếp cận được số đông, cho nên Penguin á, cháy hàng là lẽ đương nhiên các bạn. Mùi hương rất là dễ dàng xài cho cả những người mới. Còn về chiều sâu của cái chai nước hoa này á, thì mình cảm thấy ngay từ opening nó cho một cái cảm giác rất là mát lạnh đúng nghĩa luôn. Và sau một khoảng thời gian vừa đủ tầm cỡ khoảng 30 phút đi, thì mình sẽ cảm thấy một cái nốt mùi da thuộc khá là rõ. Cái này là tùy cảm nhận của mỗi người thôi nha các bạn. Có người thì sẽ cảm thấy có cái mùi xạ hương nè, rồi có cái mùi gỗ,
Tất nhiên là ở trong cái bản nốt của Zoologist công bố thì có những cái nốt mùi đó mà, cho nên là cái chuyện mà các bạn ngửi thấy nốt mùi đó thì mình cũng không lạ. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình cảm thấy cái nốt mùi da thuộc khá là rõ sau khi mà cái phần nốt mùi nước đá, nốt mùi mát lạnh đã ra đau xuống rồi ha. Thì cái mùi da thuộc ở đây á không hề là bị gắt nha các bạn, không hề là khó xài đâu. Da thuộc thì cũng có tùy loại da, ví dụ như là da thuộc mà cháy khét, da thuộc khô hay là da thuộc mềm ẩm ướt, thì cả ba loại mà mình vừa mới kể không có loại nào là có ở trong, mình cảm thấy là có ở trong chai Penguin này đâu. Mà cái cảm giác của cái mùi da thuộc chai Penguin này mang tới cho mình á, nó là một cái gì đó nó mềm mại, nó mềm hơn cả cái chai Killian Royal Leather luôn các bạn, nó mềm hơn như vậy luôn. Và chính vì cái điều đó cho nên là mình đánh giá rằng chai này có thể là sử dụng được cho những cái ngày nắng nóng, nhưng mà đừng có quá nắng nóng, ví dụ như là trên 35 độ mà các bạn sử dụng nước hoa, và bất kể cái chai nước hoa nào cho dù là No Citrus đi thì nó cũng gây cái cảm giác là hơi ngột ngạt ha. Nên là cân nhắc những cái chai nước hoa cho dù là xài được cho những mùa nắng nóng đi, những cái chai nước hoa mà nó mang cái thanh âm mát lạnh thì cũng hạn chế. Nếu như mà mùa nắng nóng quá thì thôi mình tiết chế lại để mà nó đỡ bớt mùi, tại vì nó ngột ngạt dữ lắm các bạn. Và trong tháng 5 năm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đón chào một sáng tạo mới đến từ nhà Zoologist nữa, đó là chai Rabbit. Và Rabbit này hứa hẹn sẽ là một trong những chai nước hoa rất là dễ xài, đa dụng và mùi khá là dễ thương đến từ nhà Zoologist. Và mình được tiếp cận thì có thấy rằng là có cái mùi bánh quy nướng, bánh quy cà rốt nướng của cái chai Rabbit đó. Thì khi nào hàng về mình sẽ cập nhật và mình sẽ review để các bạn có thể là cùng theo dõi ha. Và vừa rồi là những góc nhìn của mình về chai Zoologist Penguin. Nếu như mà bạn đã từng trải nghiệm rồi hoặc là có những cái góc nhìn khác đến từ cái chai Penguin này thì có thể để lại ý kiến của mình ở bên dưới comment. Và đừng quên cho mình một subscribe, nhấn vào cái nút đăng ký kênh phía bên dưới và bật thông báo để đừng bỏ qua bất kỳ video mới nào đến từ mình chia sẻ nha. Chào tạm biệt các bạn.